Hello, xin chào mọi người. Tôi là Nguyễn Quang Huy đây. Và hôm nay tôi xin chia sẻ một cái chủ đề rất là hay trong một cuốn sách rất hay. Đấy, cuốn sách là Good Habits, tức là những cái thói quen giàu có. Thì trong này nó có một cái phần rất là thú vị mà mình muốn chia sẻ đây cho em, đó là tại sao hầu hết mọi người sẽ không bao giờ giàu có. Đấy, chúng ta có hiểu tại sao mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ giàu có không ạ? À, chúng ta phải hiểu cái điều này để chúng ta có thể biết được mình đang ở đâu và những người khác đang ở đâu, đúng không ạ? Thực sự đơn giản đây này, nếu bạn muốn giàu thì hãy nhìn và xem hầu hết mọi người làm gì và làm ngược lại. Hầu hết mọi người đang làm như nào thì chúng ta hãy làm ngược lại thì là sẽ giàu có. Bởi vì sao? Bởi vì những người giàu là số ít, những người nghèo là số đông, đúng không ạ? Và như đã giải thích thì thực tế đáng buồn là hầu hết mọi người sẽ không bao giờ đạt được tự do tài chính. Họ sẽ vẫn miệt mài chạy gần như cả đời chỉ về hưu với số tiền ít ỏi hơn số tiền họ nộp thuế. Trong nhiều năm chật vật với công việc 8 tiếng đồng hồ. Lý do chính là hầu hết mọi người sẽ không bao giờ giàu là vì thói quen tiền bạc của họ. Những việc người bình thường làm với tiền đó là vì họ, thứ nhất, họ không am hiểu về tài chính. Họ không hiểu tiền hoạt động như thế nào. Sự lập trình họ tiếp nhận về tiền, tài sản và người giàu khi còn những đứa trẻ ở cái tuổi mà não bộ hút mọi những thông tin xung quanh như một miếng bọt biển. Thực tế là não bộ được lập trình để suy nghĩ, để cảm nhận và phản ứng theo những cách nhất định trước các ý tưởng, sự kiện và đối tượng khác nhau, bao gồm cả tiền và tài sản. Chúng ta không được sinh ra đã biết cách làm tiền, và không may hầu hết chúng ta được lập trình theo cách không giàu có. Tin tốt đó là bạn có thể lập trình lại được, đúng không ạ? Mỗi ngày bạn nghĩ lại xem 90% những gì bạn đã nghĩ, bạn đã làm ngày hôm qua thì nó giống như ngày hôm nay và giống như ngày hôm kia. Bạn ngạc nhiên không ạ? Bạn sử dụng cùng những từ ngữ ấy, bạn trải qua những di chuyển ấy và bạn thường làm những việc giống nhau lặp đi lặp lại. Nhưng tôi cá là bạn đang mong muốn một cái kết quả mới. Nào, thế được gọi là bệnh đấy, đúng không ạ? Chúng ta lập trình để được nghĩ cái điều gì? Vấn đề là chúng ta được học hỏi từ sai lầm nhiều hơn là thành công, nhưng mà theo cách sai, không phải theo cách tích cực. Có lẽ việc này liên quan đến thời kỳ nguyên thủy, con người sống trong hang động, khi chúng ta bị rình rập bởi những nguy hiểm về thể chất. Nếu bạn không chạy nhanh thì con hổ nhe răng giơ vuốt gầm gừ thì bạn chết chắc. Chuyện này liên quan đến gì của ngày nay? Chúng ta có xu hướng ghi nhớ những trải nghiệm xấu và thường cho phép những thứ tiêu cực dẫn dắt việc ta làm hơn là những điều tích cực. Chính vì thế hầu hết mọi người nuôi con theo một cách cực kỳ là mạo hiểm. Họ dạy con cái theo một chiến lược dễ chịu, an toàn. Này nhé, cha mẹ bạn sẽ cũng có lẽ dạy bạn theo cách này: đi học đầy đủ, được điểm cao, không gây rối, đỗ đại học, kiếm tiền ổn định, kết hôn, hôn nhân bền vững, sinh con đẻ cái, trả nợ, mua nhà và nộp thuế. Nói cách khác, sống ngoan ngoãn và làm những gì được kỳ vọng. Sống thế sẽ an toàn hơn, có đúng không? Cha mẹ dạy bạn điều này vì họ yêu thương bạn và muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho bạn. Họ thật lòng tin rằng giữ bạn tránh xa những hành vi tiềm ẩn rủi ro là cách tốt nhất để giữ bạn an toàn. Có lẽ họ học những nguyên tắc lỗi thời này, lạc hậu này từ cha mẹ họ, những người đã nuôi họ theo cùng cái cách mà cha mẹ có lẽ cũng đã học từ ông bà, từ tổ tiên, từ cũ kỹ của họ, đúng không ạ? Từ cái thời mà bao cấp, từ cái thời mà việc kinh doanh là cái điều gì đó là bị cấm, việc kinh doanh là điều gì đó là gì ạ? Là xấu xa, đúng không ạ? Và hầu hết mọi người không mạo hiểm với tiền vì họ, theo họ thì đó là một cái điều đấy rất là nguy hiểm. Tin tốt là nếu bạn làm theo lời khuyên đó, bạn sẽ đạt được kết quả trung bình như hầu hết những người khác. Và nếu may mắn, bạn sẽ tiến được đến tầng lớp trung lưu. Và tin xấu là bạn sẽ mãi mãi chỉ ở tầng lớp trung lưu mà thôi. Có lẽ bạn sẽ có một cuộc sống mà nhiều người tin là tươi đẹp, an toàn, ổn định. Bạn sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm tiền cả đời, dùng hầu hết số tiền bạn kiếm được để đóng thuế và sau đó là về hưu. Nhưng có lẽ bạn không nhanh như bạn mong muốn. Lương hưu sẽ cho bạn một mức thu nhập khiêm tốn. Bạn sẽ sống trong một ngôi nhà cũ nát dần, và nếu cực kỳ may mắn, có lẽ bạn sẽ đủ tiền để tận hưởng một vài thú vui nhỏ nhoi trong đời. Viễn cảnh này thì sao? Rất sao đấy. Nhưng có một cái sao nổi bật, đó là bạn sẽ phải vất vả kiếm tiền trong vòng 40 năm trời, sau đó nghỉ hưu chỉ để kiếm một cái cuộc sống nhạt nhẽo ở cái tuổi già. Thứ duy nhất đáng sợ chính là bản thân cái nỗi sợ.
Một phần lớn trong con người chính là phần người, và đã là phần người thì có nghĩa là phải có cảm xúc. Chúng ta ai cũng biết sợ, biết buồn, biết giận, biết yêu, biết ghét, và biết thất vọng, biết sung sướng. Điều làm cho chúng ta khác biệt duy nhất chính là cách chúng ta phản ứng với những cảm xúc này. Tôi nhận ra rằng một trong những chướng ngại lớn nhất đáng ngáng đường hầu hết mọi người đến với độc lập tài chính chính là nỗi sợ. Sự thật là khi chúng ta tới chỗ mạo hiểm về tiền bạc, tất cả chúng ta đều thấy sợ hãi. Kể cả những người thành công nhất trong chúng ta, khác nhau ở chỗ chúng ta xử lý nỗi sợ hãi đó như thế nào. Đối với nhiều người, cảm xúc sợ hãi đó sinh ra suy nghĩ đừng mạo hiểm, chơi an toàn thôi. Với những người khác, nỗi sợ mất tiền khiến họ nghĩ học kiểm soát rủi ro đi, chơi khôn ngoan lên. Thú vị ở chỗ là cùng một cảm xúc nhưng quy trình suy nghĩ khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Điểm mấu chốt là bạn chưa đẻ đã sợ tiền, bạn được dạy về nỗi sợ tiền bởi cha mẹ bạn, bởi xã hội của chúng ta. Họ dạy bạn phải cẩn trọng, dạy bạn không được mạo hiểm, họ dạy bạn phải an toàn, kiếm một công việc ổn định, kiếm một mức thu nhập ổn định và tìm kiếm an toàn. Họ dạy bạn đừng leo núi, hãy ở nơi thung lũng an toàn. Bạn nhìn thấy từ an toàn ở khắp mọi nơi, hãy nghĩ thử xem liệu cái tên phòng an sinh xã hội hay là phòng trợ cấp thất nghiệp có thật sự làm bạn an toàn hay không. Đối với hầu hết chúng ta, an toàn chỉ là một ảo ảnh, đó là thứ hoang đường. Không có an toàn trong cuộc đời này, chỉ có các cấp độ rủi ro khác nhau mà thôi. Khi chúng ta nói về an toàn, con người thật sự sợ điều gì? Nhiều người sợ thất bại. Nhưng có khi bạn khi nào bạn thật sự dừng lại và suy nghĩ, thất bại thì sao nào? Một số người thấy tội lỗi khi họ thất bại, những người khác thì thấy hổ thẹn. Cảm xúc này thường gợi nhắc đến thời thơ ấu, khi mà các thầy cô khiến bạn xấu hổ mỗi lần bạn mắc lỗi. Một số người là con ngoan trò giỏi, những người khác thì không. Nhiều người đã từng trải qua những lần bị bạn bè hoặc thầy cô bêu rếu trước lớp vì mắc lỗi. Vì vậy chúng ta học cách không đặt câu hỏi, không dám bước lên, không thử vượt qua giới hạn để không bị xấu hổ. Chúng ta trốn trong những gì chúng ta nghĩ rằng là an toàn. Để vượt qua ngọn núi độc lập tài chính, bạn sẽ phải vượt qua một số nỗi sợ. Nhưng tin vui là một khi bạn vượt qua nỗi sợ hãi, thành công ở rất gần bạn. Chắc chắn sẽ có chút khó khăn, leo lên đỉnh núi sẽ có một số nguy hiểm dọc đường đi, nhưng đừng coi chúng là thất bại, mà một vài bước lùi trên con đường để đi đến thành công mà thôi. Sợ hãi có thể khiến bạn mất tiền. Một trong những khác biệt lớn giữa người giàu và người nghèo, đó là cách họ đối mặt với nỗi sợ mất tiền. Thật ra, sợ mất tiền là một trong những lý do lớn nhất tại sao hầu hết mọi người không dám đầu tư hoặc lựa chọn đầu tư kém hiệu quả. Không phải tình cờ mà một trong những lý do rất nhiều người nghĩ rằng đầu tư là mạo hiểm chính là vì họ bị làm cho tin như thế bởi những người có động cơ ẩn giấu, tiêm nhiễm sợ hãi vào đám đông. Thực tế, có một ngành công nghiệp hoạch định tài chính được xây quanh nỗi sợ khi nó đến đầu tư về tiền bạc. Tôi biết tôi sẽ làm mất lòng một vài người khi nói điều này, nhưng hầu hết mọi người tìm đến những chuyên gia hoạch định tài chính đều có kết cục là một bản kế hoạch khiến họ nghèo đi. Hầu hết các chuyên gia hoạch định tài chính khuyên bạn trích ra tiền thường xuyên, đầu tư vào các quỹ tương hỗ được quản lý và dần dần tạo một khoản tiết kiệm, rồi nghỉ hưu ở tuổi 65 với một số ít tiền hơn cái thu nhập trước khi bạn nghỉ hưu. Bạn có hiểu tại sao tôi nói hầu hết mọi người lập kế hoạch để nghèo đi không? Vì họ chấp nhận không thắc mắc rằng khi nghỉ hưu thu nhập của họ sẽ giảm đi. Nói cách khác, họ lập kế hoạch làm việc chăm chỉ cả đời và rồi lập kế hoạch để nghèo đi khi ngừng làm việc. Họ nói những điều như tôi không cần nhiều tiền khi nghỉ hưu vì lúc đấy tôi đã trả nợ xong mua nhà rồi, chi phí sinh hoạt cũng giảm bớt. Nhưng ai mà lại muốn về già sống kém hơn bây giờ? Trong khi các chi phí nợ có thể giảm, bạn sẽ thấy các chi phí về sức khỏe, về y tế tăng lên, chi phí đi lại cũng như giải trí có khả năng tăng. Và tại sao bạn lại nghỉ hưu ổn định với số tiền ít hơn bạn đã cật lực kiếm tiền cả đời? Trong khi hầu hết các chuyên gia hoạch định tài chính khuyên khách hàng thoát khỏi nợ nần, thì những người độc lập tài chính dùng nợ theo cách có lợi cho họ và tạo dựng một lối sống tốt đẹp hơn nhiều so với khi họ làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Thực tế họ dùng tiền của bạn để nợ nhiều hơn trong khi bạn cố gắng thoát ra. Họ dùng tiền của bạn vay mượn từ ngân hàng để đầu tư và kiếm tiền nhiều hơn. Điều họ không nói với bạn về các chuyên gia hoạch định tài chính,
Vì chúng ta không được dạy cách xử lý các vấn đề tài chính trong nhà trường, nên tôi hiểu tại sao nhiều người tìm đến các chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép để được cố vấn về kế hoạch hưu trí hay tạo dựng tài sản. Họ tin rằng vì những tư vấn tài chính này được cấp phép, họ chắc chắn những chuyên gia về tiền bạc đã qua đào tạo có thể tin tưởng ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dịch vụ tài chính trong nhiều trường hợp kiếm lợi từ sự ngờ nghịch của con người về tiền bạc. Tôi hỏi bạn nhé, bạn có nghĩ đến việc trở thành một tư vấn tài chính được cấp phép? Trước tiên, bạn cần một nhà đầu tư thành công không? Câu trả lời là không. Để trở thành một tư vấn tài chính và làm việc trong ngành hoạch định tài chính, bạn phải học về các sản phẩm tài chính và ý thức về các giấy tờ hành chính liên quan. Khi bạn nhận ra hầu hết các công ty hoạch định tài chính trên đất nước này đều thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, bạn sẽ hiểu tại sao hầu hết các chuyên gia hoạch định tài chính thiên về bán các cái quỹ được quản lý. Đó là vì họ được trả hoa hồng để tư vấn cho bạn mua các quỹ được quản lý hoặc các sản phẩm bảo hiểm. Và họ thường không được trả tiền khi tư vấn bạn về các cái giao dịch cổ phiếu hay nhà đất cá nhân. Nên các chuyên gia hoạch định hiếm khi gợi ý việc sở hữu trực tiếp bất động sản hay cổ phiếu. Đừng hiểu sai ý tôi, hầu hết các chuyên gia hoạch định tài chính đều có ý tốt mà hướng khách hàng đến chiến lược tiết kiệm đầu tư truyền thống. Những thứ hợp lý nếu bạn chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Dĩ nhiên có những chuyên gia hoạch định tài chính tuyệt vời, chúng tôi có vài người như thế. Và nếu bạn mong muốn có thể hoạch định tài chính của mình để có thể nghỉ hưu và có thể kiếm nghỉ hưu nhưng mà có một cái lương hưu nhiều hơn cái số tiền mà bạn kiếm được khi bạn đang làm 8 tiếng một ngày, thì hãy liên hệ với tôi, hãy liên hệ với những người chia sẻ để cho bạn cái video này để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những cái kế hoạch tài chính mà để giúp bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn ngay cả khi mà bạn nghỉ hưu, ngay cả khi bạn không làm việc. Và không cần phải nghỉ hưu sau 40 năm làm việc, bạn chỉ cần khoảng 4 năm thôi để có thể nghỉ hưu. Bạn có sẵn sàng bỏ ra 4 năm để nghỉ hưu với mức lương hưu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được khi bạn đang làm việc? Nếu mà muốn điều này thì hãy liên hệ với người chia sẻ cho bạn cái video này ngay bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.